ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín, trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt liệt chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú một con xe màu đỏ nhìn rất xinh xắn và rất là xịn sò. Đặc biệt với giá thành chỉ có 145 triệu đồng mà thôi. Tên em nó là Pajero, sản xuất đời 2005. Phiên bản là máy xăng và xe này là số sàn, hệ thống là hai cầu nha quý anh chị. Nước sơn bề ngoài của con xe này thì không thể gì bàn cãi, không thể gì mà chưa được. Em nó đẹp chi mà đẹp lạ, đẹp lùng, chung vô mùng vẫn còn đẹp là đây nha quý anh chị. Mình bọng con xe này, em nói đó, em dám khẳng định luôn là cần tìm đối thủ. Đây, mình bọng thì nó ta nói nó tôn, không là tôn anh chị, nghe gõ tông tông rất là sướng không quý anh chị. Nè. Đó, xe này nè, nếu mà anh chị nào đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp là mình sở hữu con xe này rất là đúng bài luôn nha anh chị. Nói chung con xe này nước sơn thì không thể gì mà chơi được. Chỉ với số tiền là 145 triệu đồng thôi là quý anh chị của chú sở hữu ngay con xe Pajero sản xuất đời 2005, phiên bản là máy xăng này. Con này là số sàn nha quý anh chị nha. Đây, hệ thống em nói là hai cầu còn đủ nha cô chú anh chị. Hai cầu còn đủ, chạy rất sướng, rất phê và rất đầm. Xe thì có hỗ trợ một màn hình OLED, một camera hành trình, một camera lùi, báo làng báo sóng các kiểu con là điệu. Trần bọng thì lên được trần 6D. Nội thất con xe này thì anh chị thấy rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đây, nội thất thì bao đẹp luôn. Đây, tắp bi tắp lô nè, vân viết anh chị thấy không? Nội rất là ngon lành cành đào. Keo chỉ thì ta nói nó căng đét đèn đẹp luôn. Đây. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Keo cục trụ A trụ B những nốt đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn rinh nguyên bản. Đây những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình là quá là chất, là không bị cứng đụng nha cô chú anh chị. Nè. Tem nè, ốc ác nè, tập tì chân đi lên đi xuống. Ta nói là một siêu phẩm ha. Con này là hàng gọi là hàng độc hại. Đó, anh chị thấy nè, tắp bi tắp lô nè. Đó, quá đẹp trong một cuộc tình luôn. Mình bọng căng đét đèn đẹp luôn. Ốc bản lề 7 màu. Anh chị không? Chung là hệ thống con xe này ở đằng sau băng ghế này thì sau anh chị lấy về anh chị độ Moabi Home rất khá là ok luôn nha cô chú chị. Đây, nhìn không? Quá đẹp luôn. Đây. Ngon lành cành đào. Đó, anh chị không? Với một số tiền 145 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay một con xe Pajero sản xuất đời 2005 này. Rồi, bước vào hệ thống bên trong của chiếc xe này thì em sẽ nổ máy cho anh chị nhờ nghe. Máy rất là êm nha cô chú anh chị. Đây, tay lái trợ lực. Anh chị thấy không? Cầu nè. Hai cầu đủ nha anh chị nha. Để em tắt cái nhạc cho để dính bản quyền. Đó. Đó, cầu số là ngon lành cành đào nha quý anh chị. Đây, không có thể gì chê được con xe này. Máy rất êm, máy lạnh rất là sâu. Hai kính đằng trước là hai kính bấm, hai kính đằng sau là hai kính quay tay anh chị ha. Có quay thì có thưởng, không quay thì không thưởng. Rồi, giờ em sẽ quay cái máy cho anh chị, cô chú, các bạn tham khảo ha. Đây. Với 145 triệu thôi thì anh chị sở hữu ngay con xe Pajero đăng ký 5 chỗ ngồi này nha. Đây anh chị thấy không? Mặt ga lăng nè, rất là đẹp. À, xe này là không hết niên hạn nha anh chị nha. Xe này hiện tại giờ anh chị đi đăng kiểm là 1 năm nha, đăng kiểm vẫn 1 năm. Với hệ thống là full xăng điện tử, dung tích xăng là V3 nha anh chị. Đây, anh chị thấy không? Đó, máy rất lớn là 3 hạ chấm. Đây, anh chị thấy không? Dàn viết kèo cột rất là ngon lành cành đào. Đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn mà chỉ có 145 triệu đồng thôi. Con xe này em cam kết với cô chú anh chị luôn là cần tìm đối thủ nha. Keo chỉ thì ta nói nó căng đét đẹp đẹp, không mất một tiếng nào luôn. Đó, anh chị thấy không? Quá đẹp luôn. Đó, hệ thống dàn gầm con xe này thì quý anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn. Gầm bệ thì em bao anh chị luôn. Bảo kê anh chị luôn. Đây, dàn gầm là quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Gầm bệ ngon lành cành đào. Đây. Đó, xe này là cần tìm đối thủ luôn nha cô chú anh chị. Rất là cần tìm đối thủ. Anh chị nào am hiểu về chiếc xe này đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.